những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hồ Quỳnh Hương ấp mở chuyện mơ thấy Mai Phương. Lý giải về giấc mơ này, Hồ Quỳnh Hương cho biết có lẽ do cùng là nghệ sĩ nên có duyên, bởi cô và đàn em cũng chưa gặp nhau lần nào. Sau khi Mai Phương qua đời, có rất nhiều bạn bè, anh chị em nghệ sĩ đã kể chuyện mơ thấy cô hoặc được cố diễn viên báo mộng. Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng ấp mở về đàn em, khiến nhiều người chú ý. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ trên trang cá nhân, có một nghệ sĩ trẻ tới gặp mình đêm qua. Khi cô ấy còn trên thế gian này, mình và cô ấy không quen biết nhau. Mình cũng chưa gặp cô ấy bao giờ, cũng chưa xem cô ấy diễn. Bởi vì lâu rồi mình không dành thời gian cho nghệ thuật, nên cũng không hân hạnh được biết nhiều người nữa. Đêm qua gặp cô ấy vẫn ở trong ngôi nhà đó hàng ngày và lưu luyến cuộc sống, không muốn đi, lưu luyến con nhỏ. Trong cô ấy có chút giận buồn về cuộc sống. Lúc cô ấy còn sống, cô ấy không tin vào tâm linh, hoặc do giận vì nghĩ rằng không tâm linh nào giúp cô ấy nên cô ấy không được sống. Dù khi không còn trên thế gian này nữa, cô đã thấy được sự tồn tại của mình ở một lớp thân thể khác, chứ không phải chỉ là tan vào cát bụi rồi chấm hết. Mình thấy thương cô gái này và mình sẽ cầu nguyện cho cô ấy. Chỉ cần cô gái hãy buông bỏ những gì đã qua để bắt đầu ở một nơi cao đẹp hơn. Sự níu giữ sẽ làm cô đau khổ thêm thôi, sẽ không tốt cho cô vì điều này. Cầu Thượng Đế Phật Trời gia trì và chăm sóc cho con gái. Mai Phương mất tròn một tháng, quản lý cũ cũng đăng ảnh tưởng nhớ. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về giấc mơ vừa qua. Nhiều người đoán nghe được người cô nhắc tới chính là Mai Phương, ai cũng tỏ ra thương xót cho cố diễn viên. Theo như Hồ Quỳnh Hương chia sẻ thì cô gái này vẫn ở nhà lưu luyến cuộc sống, lưu luyến con nhỏ. Nữ ca sĩ cũng hy vọng rằng đàn em hãy buông bỏ những gì đã qua để bắt đầu ở một nơi cao đẹp hơn. Bởi cứ lưu luyến mãi thì sẽ không tốt và chỉ thêm đau khổ mà thôi. Dù không trực tiếp nhắc đến tên, nhưng nhiều người đã đoán ngay được Hồ Quỳnh Hương đang nói tới Mai Phương. Hồ Quỳnh Hương cũng bất ngờ vì mơ thấy đàn em vì hai người chưa bao giờ gặp mặt. Hồ Quỳnh Hương từng lọt vào danh sách những nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất thế giới. Được biết, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương quy y từ lâu, đã có pháp danh. Sau khi quy y, người tình của đại gia Hà Dũng một thời thực hiện việc ăn chay trường, tuyệt đối không sát sanh, để tăng lòng từ bi và giữ giới nhà Phật. Năm 2012, Hồ Quỳnh Hương lọt vào danh sách những nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất thế giới. Những hình ảnh hạnh phúc của mẹ con Mai Phương khiến nhiều người thương xót. Theo thông tin được biết thì La Vi hiện đang được ông bà nội chăm sóc, chờ ngày Phùng Ngọc Huy về đón qua Mỹ. Nhiều người mong Mai Phương không lưu luyến bụi trần nữa. Mừng Quỳnh Anh mang thai quý tử, Duy Mạnh đưa vợ đi resort 5 sao để nghỉ ngơi. Mừng Quỳnh Anh mang thai con đầu lòng, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đi hâm nóng tình yêu tại một resort sang chảnh. Duy Mạnh cùng vợ có kỳ nghỉ xả hơi dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở Nha Trang. Đôi vợ chồng lựa chọn một resort 5 sao ở Vịnh Ninh Vân. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều sao Việt và hội con nhà giàu. Nhưng dịp Quỳnh Anh mang thai, Duy Mạnh đưa vợ đi nghỉ dưỡng trước khi bụng to phải ở yên một chỗ. Cặp đôi lại tiếp tục cùng nhau vi vu du lịch trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ngay từ trước khi cưới, ai cũng ngưỡng mộ với tình cảm và sự săn sóc mà Duy Mạnh dành cho công chúa béo. Khi về chung nhà, nhất là thời điểm Quỳnh Anh mang thai, càng ngày sự tâm lý và cưng chiều vợ của chàng cầu thủ càng khiến cho dân tình cảm thấy ganh tị. Trên Instagram, cặp đôi liên tục đăng tải những hình ảnh về chuyến đi, còn không quên tag tên nhau liên tục. Quỳnh Anh tiết lộ rằng tuy đi biển nhưng cô lại là kiểu người chỉ ăn thịt lợn kho và trứng rán. Duy Mạnh chăm lo cho vợ chu đáo từng chút một. Duy Mạnh đích thân hái xoài cho vợ. Resort 5 sao nổi tiếng được hội con nhà giàu check-in. Một vài hình ảnh đẹp về không gian resort Duy Mạnh, Quỳnh Anh nghỉ dưỡng. Cặp đôi tận hưởng buổi tối lãng mạn với rạp chiếu phim ngoài trời. Được Duy Mạnh chăm sóc kỹ lưỡng, Quỳnh Anh luôn thể hiện niềm hạnh phúc. Chỉ vài bức hình sương sương trên trang cá nhân cũng đủ khiến dân tình ngưỡng mộ. Tiến Luật Thu Trang đúng chuẩn vợ chồng son khi có hình xăm đôi. Hình ảnh mới nhất của hai vợ chồng Thu Trang Tiến Luật khiến người hâm mộ thích thú bởi những cử chỉ thân mật mà họ dành cho nhau. Đồng hành bên nhau hơn 16 năm, tình yêu của cặp vợ chồng Thu Trang Tiến Luật vẫn mặn nồng son sắc. Họ luôn dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cùng nhau phát triển từ con số 0, cả hai luôn là hậu phương vững chắc và kề cạnh nhau để tạo nên sự nghiệp thành công như hiện tại.
hình xăm đôi phía sau cánh tay chính là minh chứng cho sự gắn kết bền vững của cặp đôi. Tình yêu của cặp đôi làng hài vẫn tươi trẻ không kém cạnh những đôi tình nhân khác. Tiến Luật Thu Trang tậu hình xăm đôi đáng yêu. Cách đây không lâu, chị 13 Thu Trang vừa đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc tay trong tay vô cùng hạnh phúc cùng ông xã, chiêm ngưỡng sự mặn nồng của vợ chồng làng hài. Fan vô tình phát hiện phía sau cánh tay của họ có hình xăm đôi vô cùng đáng yêu. Khoảnh khắc đáng yêu này đã vô tình tiết lộ hình xăm đôi dễ thương của cặp vợ chồng. Hai vợ chồng xăm chữ smile có nghĩa là nụ cười. Chắc hẳn khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, điều mà họ muốn hướng đến là những niềm vui để khỏa lấp bao nỗi muộn phiền. Chính những điều tích cực này là động lực giúp cặp đôi không ngừng phát triển và gặt hái được thành công như thời điểm hiện tại. Hiện tại, Tiến Luật và Thu Trang vô cùng viên mãn với tổ ấm nhỏ của mình. Những cử chỉ thân mật của cặp đôi luôn khiến dân từng thích thú quan tâm. Hành động đánh dấu chủ quyền vô cùng dễ thương của Thu Trang Tiến Luật khiến dân tình thích thú. Ai ai cũng bất ngờ và ngưỡng mộ cho tình yêu ngày một sắc son của đôi vợ chồng làng hài. Tiến Luật Thu Trang tung bộ hình lãng mạn mừng lễ tình nhân. Dù đã bên nhau 16 năm, Thu Trang Tiến Luật vẫn luôn xem trọng những ngày lễ. Nhưng dịp lễ tình nhân Valentine vừa qua, vợ chồng làng hài hé lộ bộ ảnh ngọt ngào chẳng kém cạnh những đôi tình nhân trẻ. Khoảnh khắc tay trong tay đáng yêu của cặp đôi khiến người hâm mộ xuýt xoa. Nhìn vào ánh mắt và cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi, dân tình ngày một ngưỡng mộ cho tình yêu luôn vẹn tròn như thuở ban đầu của họ. Đồng hành cùng nhau trên một quãng đường dài, Thu Trang và Tiến Luật cũng trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, bằng nghị lực và tình yêu mà họ dành cho nhau, cả hai đã vượt qua và cố gắng từng ngày để trở thành hình mẫu lý tưởng về hôn nhân. Năm tháng qua đi, thế nhân tình yêu của Tiến Luật và Thu Trang mãi tươi trẻ như thọ xuân thì. Sự tin tưởng đã làm nên tình yêu bền vững cho cặp đôi. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi tình yêu ngày một mặn nồng của hai vợ chồng làng hài. Đi cùng nhau từ tay trắng cho đến có được chỗ đứng vững vàng trong showbiz, Thu Trang Tiến Luật vẫn dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào. Hình xăm đôi hay bộ ảnh hạnh phúc chính là minh chứng cho tình yêu son sắc của cặp đôi. Đăng clip vui bên gia đình, Minh Hà lộ vòng hai lớn nghi án mang bầu lần năm. Bà xã diễn viên Lý Hải mới đăng clip gia đình thu hoạch cây trái, trong đó hình ảnh vòng hai lớn của Minh Hà được khán giả chú ý hơn cả. Lý Hải Minh Hà, một trong những cặp vợ chồng hot nhất showbiz Việt, với bốn em bé xinh đẹp dễ thương. Sau gần 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Nhân dịp các con đang được nghỉ dịch, Minh Hà khoe clip gia đình thu hoạch cây trái trong vườn do chính tay vợ chồng cô vun trồng. Trong clip, hình ảnh Minh Hà mặc chiếc váy rộng và đi nhẹ nhàng đã khiến khán giả nghi ngờ cô có tin vui. Bên cạnh đó, Minh Hà không trang điểm, nhưng gương mặt trắng hồng, tròn vo lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bà xã Lý Hải chỉ mặc lại váy cũ của những lần sinh nở trước đó. Với vòng hai bất thường, Minh Hà vướng tin đồn mang bầu lần năm. Trước đó, Minh Hà chia sẻ chồng cô muốn gia đình có nhiều con cái. Thật sự, việc sinh bốn bé khiến cả bạn bè Hà cũng phải bất ngờ, chứ không nói gì đến công chúng. Mọi việc thay đổi sau khi Hà có bé đầu tiên, mình nhận thấy có một hạnh phúc khác. Sự thành công trong sự nghiệp không còn chút giá trị nào so với hạnh phúc gia đình. Hà cảm thấy dù ngoài kia người ta có ghét mình ra sao, thì chỉ cần trở về nhà có các con bên cạnh là đã đủ khỏa lấp đi những tổn thương và mệt mỏi ngoài xã hội rồi. Từ đó Hà mới thích có em bé và muốn sinh nhiều đứa con cho anh Hải. Vườn cây sai trĩu quả nhà Minh Hà đã đến lúc được thu hoạch. Mới đây Minh Hà cũng chia sẻ là hình ảnh mang bầu lần thứ tư khiến tin đồn cô mang thai lần năm rộ lên. Dưới phần bình luận, các khán giả dành lời khen cho bà xã Lý Hải. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn xinh đẹp và đầm thắm. Động thái của Minh Hà trên trang cá nhân khiến cô vướng tin đồn mang bầu. Rất nhiều khán giả hy vọng gia đình Lý Hải có thêm tin vui. Thực hư tin đồn Minh Hà mang bầu lần năm vẫn chưa được xác nhận. Giữa lúc showbiz liên tục có tin vui, khán giả đang hy vọng gia đình Lý Hải cũng sớm lên tiếng. Ngọc Trinh đáp trả khi bị nghi PR đồ trộn kém chất lượng. Sống 30 năm trên đời, chưa dám chia ai rẻ tiền. Có vẻ như Ngọc Trinh lại tiếp tục gặp biến trong ngày hôm nay. Sóng gió giữa Ngân 98 và Ngọc Trinh có lẽ là từ khóa nổi bật nhất showbiz Việt. Sau khi bạn gái Lương Bằng Quang đưa ra phát ngôn gây sốc chỉ đích danh, Ngọc Trinh liền có một loạt động thái ẩn ý, giải tỏa nỗi lòng. Dù vậy, biến trong ngày hôm nay của nữ hoàng nội y có vẻ chưa dừng lại ở đây. Trên mạng xã hội đang bất ngờ rầm rộ thông tin Ngọc Trinh bị đồn bia đồ trộn kém chất lượng, giá cắt cổ. Vốn được biết đến là người có chỗ đứng trong làng giải trí, đắt show và quảng cáo.
nên ngay khi dính vào thị phi này, bóng hồng gốc Trà Vinh đã ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý từ khán giả. Trên các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz mới đây, dân tình đang bàn tán chuyện Ngọc Trinh bị nghi bia lố những sản phẩm có hại đến người dùng. Ngọc Trinh đang phải đứng trước làn sóng chỉ trích từ khán giả. Mấy cái hàng tác dụng trực tiếp lên thân thể thì cứ hàng có thương hiệu mà dùng, hơi đau lành chụp bạch cho người khác. Suốt ngày kem trộn, son tự chế thì kiểu gì cũng có ngày toan, chị em nên cảnh giác. Cư dân mạng để lại bình luận trong hội nhóm hóng chuyện showbiz về Ngọc Trinh. Vòng eo 56 lập tức lên tiếng giằng mặt khi thấy những bình luận công kích này, cô đáp trả từng người một. Mình cứ lo thân mình đi em ạ, ai có nghiệp thì họ gánh, bao đồng làm gì. Chị sống 30 năm trên đời chưa bao giờ dám chê ai hay cái gì rẻ tiền, bởi vì có những thứ rẻ tiền nhưng vẫn còn đắt hơn nhân cách của nhiều người. Cô trả lời từng bình luận chê bai sản phẩm mình quảng cáo, lâu lắm rồi công chúng mới thấy Ngọc Trinh giận dữ đến như vậy.